Em chào tất cả quý khách hàng đến kênh ECU Club của em ha. Thì bữa nay em sẽ quay cho quý khách hàng một cái mẫu xe đa dụng một cầu số tự động công suất 150 mã nha quý khách hàng nha. Thì cái xe này là 1.9 turbo tăng áp, thì nó có không sản xuất là 2.5 nha quý khách hàng nha. Là trong quý khách hàng nói chung là động cơ vừa đủ ha, có thể vượt tất cả các đối thủ, nói chung là không mạnh đủ dùng. Thì con xe này thì nó thuộc màu trắng ngọc trai nha quý khách hàng nha. Là nó thuộc phiên bản cao cấp một cầu của bên Isuzu, nó gọi là Isuzu Highlander. Em nói luôn cho những khách hàng nào mà chưa biết ha, thì con Isuzu này, Highlander này, thì nó có tải trọng cho quý khách hàng là 475 kg, thì nó đầy đủ hết tất cả các tính năng, và từ cảm biến trước rồi cảm biến sau, camera lùi, rồi tất cả các chức năng đầy đủ, phanh thẳng cấp, phanh EBD, hỗ trợ lên dốc xuống dốc đầy đủ hết cho quý khách hàng nha. Thì con xe của mình là chúng ta sẽ nhìn đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái mặt logo Isuzu nè. Cái mặt logo Isuzu này thì nó để chữ U ở giữa và cắt hai cái chữ này đi, thì em nghĩ nó sẽ ra một cái thương hiệu rất là ok đó. Ok nha quý khách hàng nha. Ok, và kèm theo đó là cái mặt ca lăng có mạ chrome nè. Mạ chrome nè, đó quý khách hàng thấy không, cùng với một cái dãy nhựa đen sáng bóng nè. Nhựa đen chắp sóng nè, giúp cho cái đầu xe bắt mắt mạnh mẽ. Và phía bên hông xe á, là sẽ có cái gì, cặp đèn đặt mà cặp đèn vuốt nè, sắc bén như quý khách hàng nha, vuốt nè hai bên hông xe nè đó. Thêm một cái là đèn ban ngày nữa, đèn ban ngày ha, có cái định vị ban ngày là đèn bi led đánh lái góc chiếu như quý khách hàng nha. Và kèm ở dưới đây thì chúng ta sẽ thấy cái gì, thấy có cái phần là đèn halogen ha, đèn halogen nè, đó xi nhan như quý hàng nha. Và có thêm đèn bi cầu dạng gầm, cái này là đèn gầm như quý hàng nha, đèn gầm chứ không phải là đèn halogen bình thường đâu đó. Thì ở trên cái xe này thì chúng ta sẽ có bốn cảm biến trước và bốn cảm biến sau, ha. Đây xung quanh nè, đây 1 2 3 4, em giới thiệu chung sơ sơ thôi để cho quý khách hàng có thể nắm bắt. Còn là bản cao cấp một cầu, thì đến con này á thì anh em của chúng ta lúc trước á, thì nó sẽ xài cái khung gầm kết hợp, nhưng mà bây giờ nó sẽ xài khung gầm rời nha quý khách hàng nha. Khung gầm rời thì nó sẽ giúp cho quý khách hàng là có thể đi động cơ êm hơn, chất lượng hơn và bền hơn và không có độ sốc. Và mâm sẽ là xài mâm 18 inch, xài vỏ đun lớp cho quý khách hàng nha. Đây quý khách hàng có nhìn thấy không, cái khung gầm rời này nó bền lắm, nó bền với lại ha, nó không có cái độ mà sốc đâu. Đây, nếu mà sốc thì chúng ta sẽ có cái độ giảm chấn nha quý khách hàng nha, giảm chấn ha. Đó, thấy chưa? Đây, giảm chấn ha. Mâm 18 inch, xài vỏ đun lớp. Nói chung là quý khách hàng đi cái lớp dày như thế này thì nó sẽ chống tiếng ồn rất là tốt nha quý khách hàng nha, không tiếng ồn rất là tốt. Và bên gương chiếu hậu thì chúng ta sẽ có cái gì? Bên hông xe có chữ Highlander. Và gương chiếu hậu có mạ chrome, đèn xi nhan ha, kết hợp gương chiếu hậu. Và tay nắm cửa cũng mạ chrome luôn. Nói chung là đối với Highlander đều là mạ chrome hết. Và có bảy bước chân cho quý khách hàng nha, bảy bước chân ha. Em sẽ đi tổng thể một vòng thôi để cho quý khách hàng có thể nhận xét đánh giá tình hình chung. Có nhiều bạn sale thì bạn sẽ làm đôi lúc, tại vì có nhiều người khách hàng đối với khách hàng của em á, thì em đây sẽ làm tận tâm tận lực, coi những cái video mà em giao xe tận nơi á, thì quý khách hàng cũng nhìn thấy rồi, em hỗ trợ hết mức đó, không có bỏ con giữa chợ đâu, cho nên quý khách hàng không cần phải lo cái vấn đề đó. Đây rồi, phía sau thì chúng ta sẽ sử dụng phanh tang trống nha, hai bánh trước sẽ sử dụng phanh đĩa và khung gầm rời. Đây đó, con này thì khỏi phải bàn này. Phía sau thì có nhíp nha quý khách hàng nha, nhíp nè. Đây bên em sử dụng ba lá nhíp, thì cái ba cái lá nhíp này á, thì nó cực kỳ dày và tải trọng tốt, thì quý khách hàng có thể tải trọng cả tấn thì cũng không thành vấn đề. Thì thường thường là những cái xe bán tải á, là ít khi mà họ công an họ gọi cân ký, vậy điều bán tải là mình chở những cái hàng mà nhẹ thoải mái nha. Phía sau thì chúng ta sẽ có phần đèn led nè, led như quý khách hàng nha, led nè, xi nhan báo rẻ, rồi đèn lùi, có bốn cảm biến sau. Giá con xe này khoảng 700 thôi, tại vì bên em muốn là đẩy mạnh cái hàng mà
Highlander này. Tại vì Highlander này cũng còn rất là nhiều xe cho biết hàng nha. Đây, cái mạ chrome, mạ chrome sau bẩn sâu nè, tay mở bẩn nè, tay mở bẩn ha. Có camera lùi nha quý khách nha, camera lùi. Đối với con này á, thì những cái mẫu xe khác á, thì người ta cần phải mua cái lót sàn thùng, nhưng mà đối với con này thì không cần phải mua cái lót sàn thùng nha quý khách nha. Được trang bị theo xe, trang bị theo xe. Đó, cho nên quý khách hàng phải yên tâm mà sử dụng thì đối với con này. Rồi, ok, đơn giản vậy thôi. Thì con này sẽ dùng dầu 001 nhưng biết hàng nha, dùng dầu 001. Tại vì sao? Con này nó đã lên động cơ Euro 5 rồi, động cơ Euro 5 này, Euro 5 này. Thì khi mà động cơ Euro 5 á, là có một cái phần mà em cần phải giải thích cho mấy khách hàng dễ hiểu hơn. Vì sao? Để em giải thích thôi. Khi mà xài động cơ Euro 5, khi mà xài động cơ Euro 5 thì trong cái động cơ này, những cái dòng khác á, thì nó sẽ có một cái bình chất xúc tác bên này, thì nó mới bắt đầu đặt chuẩn Euro 5. Nhưng mà riêng Isuzu thì không cần chất xúc tác nha, nó sẽ thẳng luôn. Nó sẽ khi mà quý khách hàng đổ dầu lên, đề máy lên, thì nó sẽ kích thích cái bộ mà kích hoạt, là nó sẽ thẳng luôn, không cần phải qua cái bộ mà nước chất kích thích nha. À, cho nên cái dầu này thì quý khách hàng sẽ đổ dầu 01 giúp em. Nhưng mà nếu mà không có dầu 01 thì quý khách hàng có thể đổ dầu 05, nhưng mà theo dạng chữa cháy nha. Chữa cháy đổ 2-300 gì đó thôi. Rồi mình tìm cái dầu Metrolimet thì mình đổ nha quý khách hàng nha. Đó, đó là một cái khuyết điểm nè. Đó, vậy thôi. Rồi, ok. Thì mình phải đi vào sâu bên trong cái nội thất nè. Sâu bên trong nội thất thì chúng ta sẽ có ghế da chỉ trắng ha. Ghế da chỉ trắng may một cái đường viền ngang. Đó, mang một cái đường viền ngang. Và cùng với đó thì phía trên này sẽ là nhựa cứng. Nhựa cứng nha. Nhựa cứng cùng với giả gỗ. Cái này không phải giả gỗ mà kiểu heo xi xám nha quý khách hàng nha. Tay nắm cửa cũng vậy luôn. Đó. Đường kính chỉnh điện đầy đủ nha quý khách hàng. Đường kính chỉnh điện đầy đủ, loa súp đầy đủ luôn. Đó. Thì theo cái nhìn quan tổng thể, nhìn chung tổng thể của em á, em sẽ đánh giá được như vậy. Là có cân bằng điện tử ha, cân bằng điện tử nè. À, đèn led nè, led nè, hốc nước nè. Nhưng mà con này sẽ là xài ghế chỉnh cơ như biết thằng nha. Ghế chỉnh cơ có ghế da thoát khí đây, lỗ lỗ nè, thoát khí ha. Đây, còn cái qua lăng thì khỏi bàn nè, qua lăng da có tích hợp là cho biết khách hàng là nghe gọi đàm thoại rảnh tay nè. Rồi thêm một phần nữa là đua control ga tự động ha. Ga tự động thì nhiều bác cũng nghe rồi đó. Đèn gạt mưa nè, đó, đèn gạt mưa. Rồi thêm một phần nữa là cái màn hình. Thì đối với phiên bản này thì cái màn hình sẽ là màn hình 9 inch và đề nổ startup cho quý khách hàng nha. Màn hình 9 inch. Thì cái màn hình 9 inch này thì chúng ta sẽ có tích hợp cái Apple CarPlay và Android Auto. Thì cái Android Auto này thì quý khách hàng có thể cắm dây, còn cái Apple CarPlay thì quý khách hàng có thể sử dụng không dây luôn nha quý khách hàng nha. Dùng không dây cùng với cái bàn máy lạnh nè, bàn phím đàn, nhìn giúp cho cái xe nó sang trọng nè. Đó, hộp số 6 cấp. Hỗ trợ xuống dốc lên dốc và sử dụng cảm biến. Thấy không? Đây. Phía trong xe nè, thấy không? Em nhìn bao quát hết trong cái khách hàng. Bệ tì tay nha. Bệ tì tay nè. Đó. Em giới thiệu sơ thôi, giới thiệu sơ thôi. Gương thì không có chống chói thôi, gương chống chói nhưng mà chống chói kiểu cơ nha. Chống kiểu cơ. Đó kiểu cơ. Hàng ghế phía sau thì tôi biết khách hàng cũng xài da thôi, da gương kính chỉnh điện, có hốc gió sâu. Ở phía bên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hốc gió sâu nha, gió sâu nè. Rồi có thêm cái bệ tì tay nha, bệ tì tay. Thì cái hàng ghế sau này với khách hàng, nếu mà với khách hàng đi coi xe thì với khách hàng nên trải nghiệm. Tại vì sao? Cái hàng ghế sau này nó sẽ khác hẳn những cái hàng ghế mà của những Ford nè, Triton. Tại vì sao? Con này nó có thể ngưỡng được 30 độ nè. Đây, mấy hàng có thể dựa được 30 độ, thấy không? Và con đội và cái tất cả các lớp sô cua thì sẽ nằm ở phía sau ghế này, để hạ lớp ha. Đó, em đánh giá chung vậy thôi. Và em kết thúc video sớm để không có bị nhàm chán như quý thằng nha. Nhàm chán. Rồi, ok, anh em mình sẽ vô cái máy nè. Hiện tại là em đang cho máy nổ thì thầm cho quý thằng nha. Thì thầm máy dầu. Đây. Đó, máy dầu ha. Đây. Đang nổ cho quý khách hàng nha. Rồi, ok.
Bây giờ em sẽ kết thúc cái video tại đây. Nếu quý khách hàng nào có nhu cầu quan tâm và theo dõi cho em, một lượt đăng ký kênh, một lượt like kênh, và có nhu cầu mua xe Highlander giá 700 triệu là giá xe, và em sẽ báo giá chính thức. Nếu mà quý khách hàng nào alo cho em qua số 0349 311 400, và em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà và sử dụng cái thủ tục ngân hàng đồ các thứ một cách dễ dàng nha quý khách hàng nha. Rồi em kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương và theo dõi.